coi sao nó tụt lại phía sau mất rồi, nãy là không thấy nó lên. Hai đứa em không á? Ừ, đi vòng tầm nãy giờ không thấy lên. Vô kìa, đứng này này nó. Nói chung là qua 10 giờ qua không giờ ra khỏi đó không bị buộc. Ngày xưa, đây 2 tháng trước mình đi lúa mùa xanh, giờ thì người ta đã cắt xong hết rồi.
này đi.